ทำนายมันว่ามันทำมาบุญเยอะก็เงี้ยมันง่ายง่ายไปบุญเยอะในลาก็ต้องมีแย่อะไรใหญ่เนี่ยมือเงี้ยเลยยายลาน่ะแก่ยายลาที่ได้จักรของคุณคุณที่vừa tầm 2,5 kg 3 kg vừa này tầm cũng 2 tấn mấy cũng khoảng vừa mình hổm 2 tấn mấy cộng cái này là trồng dòng câu đầu nha các bạn, trồng dòng này là dòng 4 mét câu đầu, dây cách dây là 4,5 tấc, 4,5 mét, còn lại dòng 4 mét thì trồng cái kiểu dòng này thì nó ra dây ra đầu dây nhiều, thì ra nó đạt 1 tấn, nhưng mà ngược lại cái là cái công chăm sóc mình á, công chăm sóc mình nó hơi cực hơn cái kiểu dòng kia. Như này cũng báo với các bạn là 8,5 ngàn. Bây giờ nói chung ra là anh em mình là trồng dưa là cái tiếng nó dữ lắm, cái tiếng rồi da giấy với lại là ruột gan nó chắc lội à, thành ra được cái gì thành ra là bán nó có giá hơn ta. Dưa này hơi yếu trái hơn như mình hổm tí, nhưng mà được cái là nó đều. Rồi, khu đất này là 7 công nha các bạn. Rồi, quay khúc lên chia sẻ với các bạn ơi. Chứ nhìn qua không nghe chữ thuốc, thành ra không có nói lên cái thuốc mà nó xịt cái loại gì hoặc là xài thuốc gì. Giờ tới đây xin tạm biệt các bạn nha. Hôm nào mình mấy hôm nữa mình cắt đám dưa, mình cũng có mua dưa nữa, cắt đám dưa kia thì trái nó nhỏ, giá thì giá 7 ngàn nha các bạn, trái nhỏ không mình ra mua cái giá nó hơi rẻ chút. Rồi tới đây xin chào tạm biệt các bạn, thấy kênh mình hay các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có những video mới nhất nha các bạn.